Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 1 năm 2020. Thì một lô đất đây rất là đẹp, chiều ngang là 78m. Ba xào đúng không bác nhỉ? Ba xào đúng không? Bác ơi, bác chừng ba mấy à? À, gần 40m. Chiều sâu là khoảng gần 40m. Bắt đầu từ cái cọc bê tông này đến giáp cái cây tràm ở dưới kia. Còn chiều ngang là 78m. Đấy, kéo dài đến cái cọc bê tông kia. 78m. Giá chào bán cho lô đất này là 4 tỷ rưỡi quý vị nhé. Đấy, mặt tiền đường nhựa. Khi mà sang cái mặt tiền đường nhựa cái là giá nó nhảy lên ngay, nó khác biệt luôn. Cái kia thì chưa có đường nhựa, nhưng mà cái giá mà 6 tỷ rưỡi cho 1,4 hecta ấy, mà cái đấy làm cái khu nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời luôn. Thì là giá chênh lệch nhau như vậy đó. Một có hơn 3.000 mét vuông thôi, nhưng mà giá đã gần bằng 1,4 rồi. Khu này nhà bên này thì chiều ngang quá đẹp luôn, rất là đẹp, đất rộng, trồng cả xà cừ luôn. Đây, xã Phước Thuận quý vị nhá. Đó. Chỗ này là quy hoạch đất ở hết quý vị nhá, quy hoạch đất ở. Thì hiện tại nó vẫn là đất nông nghiệp thôi, trồng cây lâu năm, nhưng mà quý vị có thể lên thổ cư hoặc thoải mái, không vấn đề gì. Vậy thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở xã Phước Thuận cách biển khoảng 6 đến 7 cây thì alo cho tôi nhé, theo số điện thoại là 0909 889 678 và 0915 699 112. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Đất ở khu này ấy, là người ta tính mét ngang chứ không phải là tính theo héc, theo sào đâu. Anh lúc trước người ta đòi tới 6-70 triệu một mét ngang á, nhưng giờ người ta đã giảm giá rồi, đang cần bán để trả nợ ngân hàng. Thì nghe nói ông chủ đất đang nợ một số tiền nào đấy, khoảng 2 tỷ gì đó, thì đang cần bán đi để trả nợ.